cùng gặp gỡ gia đình Roger vui nhộn nào. Chị ghét em. Vậy thì chị sống đời rồi nha. À, vui nhộn nửa mùa thôi. Hai chị em Apple và Lizzie đang chiến nhau giành đồ chơi. À ha, em nghe sự sai người rồi nha. Cứ thử đi mà nhận lấy đồ chơi này. Nước đi này không lường được nha. Được rồi, chính em muốn đó. Chạy lẹ thôi. Sao, sợ rồi à? Thật là một buổi sáng tuyệt vời. Ô không, hết đường rồi. Chị dám sao hả Apple? Dám chứ sao không. Bắt lấy nè. Phục rồi nha. Ô, đau quá đi. Khoan đã, là ba mà. Bọn mình vừa làm gì thế này? Xuống xem ba mau lên. Ba ơi, bọn con không cố ý đâu mà ba. Tai nạn kinh hoàng đã thay đổi cuộc sống của hai chị em mãi mãi. Ba rơi vào hôn mê. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Chị nhớ nhiều hơn mà. U không, lại bắt đầu nữa rồi kìa. Trả ba lại cho chị đi. Chị trả ba lại cho em thì có. Ba thương chị nhiều hơn mà. Muốn gây sự nữa hả? Ủa, có gì đó sai sai. Chờ chút, để chị sửa lại. Tốt hơn rồi nè. Đưa điều khiển cho em. Em trả lại đây. Đừng có mà bắt chước chị. Điều khiển của em. Bắt lấy, bắt lấy đi. Nào nào nào, chúng ta có gì ở đây nào? Hả, không thể tin nổi. Ai gây ra trò này? Hít thở. Làm thế nào mà thứ này hoạt động được chứ? Chị em nhà Roger đang cố đánh thức ba dậy. Có tin nhắn nè. Kiểm tra thử xem sao. Bữa nay ba có cuộc hẹn kìa. Ba đừng lo nha ba. Bọn con không làm ba thất vọng đâu mà. Ba nặng quá đi. Chờ tí đã. Tới lúc tôi tắt lại nhan sắc rồi. Nào, ba có đẹp trai hay không? Nghiêm túc lên nào em gái ơi. Thế này thì ổn hơn rồi đó. Đừng quên cánh tay nữa đó. Xin lỗi ba nha. Chào Tyler. Xin lỗi em tới trễ. Không sao đâu em yêu. Em ngồi đi. Cô ấy sẽ phát hiện ra mất. Đừng có lo mà. Cho phép anh hôn tay của em nha. Nổi hết da gà rồi. Anh hy vọng em thích ẩm thực châu Á. À vâng. Tuyệt quá. Bum bum bum. Ủa, rắc rối rồi đây. Mặt của anh dính đồ ăn rồi kìa. Trò này đúng là rối tung hết cả lên. Wow. Như thế này có hơi quá nhanh không ta? Để chị lo vụ này cho. Tyler, anh ngủ gật đó à. Sao hả em yêu? Bánh mì nướng cho buổi hẹn của chúng ta nha. Thế nào? Nếu anh muốn. Vì chúng ta. Sao anh dám hả? Kết thúc đi. Mình phải rời khỏi đây. Toan rồi. Bọn mình đã làm rất tốt mà. Cuối cùng cũng tới lúc rồi. Hay quá đi. Ba cũng đi cùng bọn con nha ba. Đi thế nào? Tự nhiên nha ba. Đây là lần đầu tiên chị lái xe. Hồi hộp quá đi à. Quẹo trái nào. Không, quẹo phải. Wow, hình như bọn mình gặp rắc rối rồi kìa. Cảnh sát Johnson. Xin trình bằng lái và giấy phép đăng ký. Làm sao bây giờ Lizzie? Biết rồi nè. Xin ông kéo kính cửa sổ xuống. Ngày vui vẻ nha, ngài cảnh sát. Vui lòng xuống xe đi. Rất tiếc tôi không xuống được. Nghe này ông bạn, tốt hơn là ông nên nghe lời tôi. Ô không, khủng khiếp quá đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ba của bọn cháu không được khỏe rồi. Gọi bác sĩ đi ạ. Được được. Alo, chúng tôi cần xe cấp cứu, gấp lắm. Đây rồi. Ta sẽ để mắt tới hai cháu đó nha. Bọn cháu xin lỗi bác sĩ Lee. Không được bày trò ngốc nghếch gì nữa. Thời gian dần trôi đi. Nhưng mà ba vẫn còn hôn mê. Ông ấy sao rồi hả bác sĩ? Cơ thể ông ấy vẫn bình thường. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Tỉnh dậy đi mà ba ơi. Con không thể chịu đựng được. Thử dùng đồng hồ báo thức xem sao. Không có tác dụng rồi. Đồng hồ ngu ngốc này. Em có thứ này mạnh mẽ hơn nè. Ba dậy đi. Bọn mình đã cố hết sức rồi. Khoai tây ngon quá à. Món yêu thích của mình. Hả? Chị có nghe thấy gì không? Thử lần nữa xem. Chà, đáng để thử đó nha.
Mình nhớ hương vị này quá đi mất. Ba, ba tỉnh dậy rồi. Ba đói muốn xỉu luôn. Ủa, thần linh ơi. May quá ba tỉnh lại rồi. Tiệc đêm thứ sáu là cơ hội tuyệt vời để chân diện. Em trang điểm xong rồi nè, lên đường thôi. Sẽ tuyệt lắm đây. Chắc chắn là như vậy rồi. Các con yêu đây rồi. Sẵn sàng nghe kể chuyện trước khi đi ngủ chưa nào? Báo động. Là chuyện lọ lem yêu thích của hai đứa mà. Nằm ngoan và chăm chú nghe ba kể nha. Ngày xưa, ngày xưa, lọ lem sống cùng với bà mẹ kế ác độc. Bọn mình đến bạc thi trễ mất. Chà, chứ bây giờ phải làm sao đây? Sau đó hoàng tử đẹp trai xỏ dép lê vào chân lọ lem. Nè, ba ngủ rồi kìa ác luôn. Nhanh lên đi, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Ở đây thì không còn cơ hội nữa đâu. Mình sẽ không đi. Au! Tiếp đất êm ái thật đó. Giấc ngủ thật là sảng khoái mà. Mà khoan, Apple với Lizzie đâu rồi ta? Các con bị bắt cóc rồi à? Mình phải nhanh lên mới được. Cứu! Ghi nhận nha, chúng tôi có một trường hợp bị bắt cóc. Tất cả các đội mau lên đi. Ông hãy bình tĩnh đi mà, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ủa? Mình lại đang làm gì thế này? Chắc chắn là bọn bắt cóc rồi. Quay lại hiện trường vụ án. Tuyệt cú mèo luôn. Giơ tay lên, không được nhúc nhích. Các con của tôi tìm thấy chúng rồi. Hai đứa đi đâu vậy hả? Bọn con chỉ ra ngoài đi chơi tí thôi à. Đưa thiệp mời đây. Sao hả? Hai đứa bị quản thúc tại nhà nha. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong năm, sinh nhật của các con mình. Bất ngờ đã chuẩn bị xong hết rồi. Không được nhìn lén. Các vị khách đã tụ họp lại. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sinh nhật vui vẻ nha, các con yêu quý. Các con đã lên 10 rồi. Ai sẽ ước trước nào? 10 tuổi? Đây là trò đùa hả? Happy birthday, ba! Bọn con 16 tuổi rồi. Ồ, ba hiểu rồi. Ba lấy quà cho hai đứa nha. Là mẹ chân dài và hớt ghi quất ghi. Có chuyện gì vậy? Ôi, ba đã bỏ công sức làm cái bánh này mà. Bọn cháu nếm thử cho. À, cũng được. Còn đây là phòng của mình nè. Cũng thoải mái thật đó ha. Cậu cứ tự nhiên đi ha. Ồ, mình đi lấy nước uống cho nha. Chậu cây đẹp quá đi. Ủa, không phải mình nha. Cái hộp chất ghê. Ôi trời đất ơi, nhà chúng ta có trộm kìa. Ba sẽ bảo vệ cho các con. Xem nào. Có rồi nè. Vũ khí khẩn cấp đây. Tên kia hãy chờ đó. Ta sẽ dạy ngươi bài học về tội trộm cắp. Có thích món này không? Đó là hậu quả cho kẻ nào dám lẻn vào nhà của chúng ta. Ta có rồi đây nè. Ba, ba đang làm gì vậy hả? Ba đang gọi cảnh sát. Không đời nào, ba ngừng lại đi mà. Ba ơi, đây là Ewo. Chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Là bạn trai của con đó hả? Ồ, xấu hổ ghê. Chúng ta cứ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra nha. Tạm biệt. Cậu tin ông ấy nổi không? Cảm ơn nha. Thanks. Wow. Thú vị thật. Chị đang đọc cái gì vậy? Chán quá đi. Em làm cái trò gì vậy hả? À, chị vụng về quá đi à. Đủ rồi, giật nút tràn ly nha. Các con à. Au, có chuyện gì vậy hả hai đứa? Ồ không, bọn nó lại bắt đầu nữa rồi. Thả em ra đi. Đau quá à. Tình trạng của ông ấy vẫn bình thường. Chúng ta phải chờ đợi thôi. Không đời nào, sẽ không lặp lại màn đó nữa đâu. Chị ghét em. Không, em mới ghét chị. Phải ra tay giáo huấn một tí thôi. Chị bắt đầu trước mà. Em thì có. Tất cả là tại chị hết trơn á. Đầu tiên, đây là phương trình dễ cho bọn con đây. Hai đứa con gái nóng nảy với màn choảng nhau sẽ dẫn đến việc ba rơi vào hôn mê. Ba nói đúng đó. Giảng hòa nha chị ơi. Vậy mới là con gái của ba chứ. Ai muốn ăn kem nào? Ồ ồ. À, ba ơi, cứu với. Ai mà
ngờ được mọi chuyện lại kết thúc như thế này chứ? Chỉ là tai nạn xui xẻo thôi mà, chẳng sao đâu. Cả nhà chúng ta sẽ luôn bên nhau, gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Honey đã sẵn sàng để giành chiến thắng rồi. Đúng là một tuần tuyệt vời mà. Hayley cũng ở đây hả? Cậu ấy chẳng thể nào thắng được đâu. Xem mình có bao nhiêu tấm ảnh đây này. Ai vậy ta? Wow, đáng yêu thế. Hello đã cướp mất hai trái tim cùng một lúc rồi. Ai sẽ thắng cuộc chiến tình yêu này đây? Nhưng trước hết, hãy vượt qua cuộc chiến sắc đẹp cái đã. Hãy cùng gặp gỡ hai thí sinh đêm chung kết, Honey và Kylie. Mình đi đã nha các cậu. Anh chàng đẹp trai này, gặp lại sau nha. Và cậu, hãy tránh đường ra đi. Các cô gái đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta sẽ sớm tìm ra được quán quân mà thôi. Oops. Mọi người sẵn sàng chưa? Thời khắc đã điểm. Không khí trong phòng đang rất căng thẳng. Khán giả đang rất hào hứng để biết kết quả. Honey đang rất hào hứng được mang vương miện. Nhưng mà chiếc phong bì này không mở được. Không biết Taylor đang cổ vũ cho ai vậy ta? Nhưng Honey đã biết ai là người chiến thắng rồi. Cô nàng nổi tiếng nhất trường mà. Tránh xa mình ra nào, Kylie. Mình nghĩ đến lượt của mình rồi. Lại đây nào, em bé xinh xắn này. Nhưng mà ban giám khảo quyết định vương miện thuộc về Kylie. Thật không công bằng. Bạn yêu à, tránh xa phần thưởng của mình đi. Cô nàng đã thắng rồi. Taylor phải đến chúc mừng cho Kylie thôi. Cậu đẹp lắm đó. Cảm ơn nha, Taylor. Đừng có quên vương miện nha. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Là của mình mà. Trời ơi, giúp mình với. Chúng ta phải gọi bác sĩ thôi. Honey gặp rắc rối lớn rồi. Các bác sĩ đã cố gắng cứu cô nàng. Nhưng cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê. Ba mẹ cô nàng rất buồn. Nhưng mà có tin tốt đây. Kylie và Taylor đang yêu nhau. Và hôm nay họ đến để gặp Honey. Thật là tiếc quá đi thôi. Không thể tin được. Honey đang có chuyển biến tốt phải không? Con yêu à, tỉnh dậy đi nào. Honey, dậy đi. Mọi người nhớ cậu lắm. Hù không, Honey lại nữa rồi. Không thể cứu cậu ấy được. Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây. Chúng ta cần phải kiểm chứng lại hiện tượng này mới được. Kylie, anh hiểu rồi. Honey, cậu tỉnh lại rồi phải không? Có tín hiệu đây nè. Và hết mất rồi. Ok, có gì trong túi xách vậy? Là chiếc vương miện. Sẽ ra sao nếu? Honey à, vương miện này là của cậu nha. Oh yeah, yeah, đúng vậy, mình là nhất. Phép màu đã xảy ra trong căn phòng này. Sắc đẹp sẽ cứu được cả thế giới. Cậu cũng ở đây à? Đồ phản bội, đi đi. Cứ đợi đó. Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Các cậu sẽ hối hận cho mà xem. Chào mọi người nha. Honey nhớ trường học nhiều lắm. Nhưng cô nàng nhớ Taylor nhiều hơn. Anh chàng đến rồi kìa. Là cậu ấy đó. Anh chàng đi cùng với Kylie. Cặp đôi đang rất vui vẻ với nhau. Nhưng mà Honey đã lên sẵn kế hoạch báo thù rồi. Này anh bạn à, mình có việc cho cậu làm nè. Mồi nhử này có hiệu quả đó chứ. Tuyệt vời. Cậu thấy rồi chứ hả? Bây giờ thì đi đi. Kylie và Taylor gặp rắc rối rồi. Dennis chuyển sang chế độ mọt sét. Taylor à, chúng ta chết rồi. Cậu biết gây chuyện với mình thì sẽ như thế nào rồi chứ. Em không sao đó chứ. Em không sao, chỉ bị đau đầu mà thôi. Honey à, sao cậu dám hả? Đi thôi nào, em sẽ khỏe lại ngay thôi. Tránh xa chúng tôi ra đó nha, Honey. Kế hoạch bất thành, nhưng Honey sẽ không bỏ cuộc đâu. Cha, cha, cặp đôi này đang đi dã ngoại kìa. Sẽ không như các cậu mong đâu nha. Các cậu có muốn thêm chút mưa không nào? Mặt trời luôn chiếu sáng quanh các cậu ấy. Nhưng Honey sẽ thay đổi điều này thôi. Sẵn sàng chưa nào, đồ phản bội? Các cậu hãy nhận lấy đi nè. Taylor à, trời bắt đầu mưa rồi kìa. Đừng lo, anh có mang theo ô đây nè. Nè, các cậu đang làm gì đó hả? Mình đã cố gắng dữ lắm đó nha. Kế hoạch đã thất bại. Buổi dã ngoại vẫn đang tiếp tục. Cậu muốn chơi à? Đừng có cố nha. Các cậu sẽ không còn bóng mà chơi nữa đâu. Cô à, là của cháu mà. Mẹ ơi. Ủa, ngại thật đó. Nhưng mình không từ bỏ đâu. Mình cần phải phá cặp đôi này thôi. Mình có ý này nè. Cậu có thấy cặp đôi ngọt ngào đằng kia không? Đi đi, mình tin ở cậu.
Tránh ra nào, mình cũng muốn đi dã ngoại lắm. Mọi thứ đang theo đúng như kế hoạch. Nè, chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Cô nàng Kelly tốt bụng đã tự mình giải quyết mọi chuyện. Hãy vui lên nào. Các cậu ấy bị làm sao vậy chứ? Bực chết đi được à. Mà buổi dã ngoại vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Lòng tốt bao giờ cũng chiến thắng cả. Woohoo! Là một bữa tiệc. Nhưng hôm nay Connie chẳng có tâm trạng chút nào. Cặp đôi đang yêu nhau kia cũng đang ở đây. Sao các cậu ấy lúc nào cũng hạnh phúc thế nhỉ? Và bây giờ là những bước nhảy nhẹ nhàng. Cuộc sống thật bất công mà. Buổi tiệc chẳng vui gì cả. Nhưng ở đây cũng có vài người kém may mắn. Mình phải nhảy một mình rồi. Tránh đường ra nào. Mình muốn uống nước. Đúng rồi, nước. Đổ một ít nước lên trên sàn nhà. Và xong rồi, Kelly sẽ bị xấu hổ trước toàn trường cho bà xem. Ồ, Taylor à, em ngã mất thôi. Các cậu thấy gì rồi chứ? Hả? Bây giờ bước nhảy của các cậu ấy đã lên một tầm cao mới rồi. Đáng yêu quá đi. Hailey và Taylor đúng là cặp đôi của năm mà. Oh yeah. Nhận lấy nè. Chỉ có Connie mới xứng đáng được hoàng tử hôn mà thôi. Ủa? Hơi nhầm lẫn rồi. Hoàng tử đâu mất tiêu rồi. Buổi luyện tập sắp diễn ra rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thôi. Bây giờ không còn thời gian cho thể thao đâu. Các cậu có thể hôn được bao nhiêu chứ? Hailey sẽ hối hận vì cướp mất Taylor. Chào cậu, cậu khỏe chứ? Ủa, xin lỗi nha, mình không cố ý đâu. Đừng lo mà, cậu vẫn đẹp lắm. Honey à, cậu đã phá hủy hết mọi thứ rồi. Chỉ mới bắt đầu thôi bạn yêu à. Ngồi đó và ngẫm nghĩ về hành vi của cậu đi nha. Yay, tối nay Connie sẽ gây ấn tượng với Taylor. Đến lúc hành động rồi nha. Kelly đâu mất rồi? Mình không biết nhưng mà mình đến rồi đây nè. Không còn nhiều thời gian đâu. Buổi luyện tập bắt đầu rồi. Bây giờ huấn luyện viên sẽ trình diễn phần mới trong quá trình tập nha. Em hiểu rồi chứ? Bây giờ làm lại đi nào. Bắt đầu đi. Khó quá đi thôi. Nhưng Connie có thể làm mọi chuyện vì Taylor. Mình đến đây, tình yêu của đời mình. Mình không cố ý mà. Xin lỗi cậu nha. Connie à, em làm sai rồi. Lại lần nữa nào. Taylor à, mình đến với cậu rồi. Buổi biểu diễn này sẽ được ghi dấu vào lịch sử cho mà xem. Và Kelly đang chuẩn bị ghi dấu ấn. Sao cái ghế lại ở đây chứ nhỉ? Buổi luyện tập đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Taylor sẽ sớm nhập viện thôi. Em đến rồi nè, anh mừng chết mất thôi. Cặp đôi huyền thoại này đã quay trở lại rồi đây nè. Buổi tập được cứu rồi. Các em hãy cho thầy thấy năng lực của mình đi nào. Mình lại thất bại nữa. Nhưng tình yêu không ngăn cản mình lại được đâu. Tất cả bắt đầu từ cuộc thi nhan sắc. Chỉ có một cách mà thôi. Connie phải chiếm được vương miện. Nè Kelly à, là do lỗi của cậu mà thôi nha. Nhưng mình không từ bỏ đâu. Vương miện đang ở rất gần. Nhưng Kelly đã tính hết mọi chuyện. Có rất nhiều bẫy đó nha. Nhưng Connie không để bị lừa. Dễ thôi. Khoan đã nào, còn một cái bẫy nữa này. Chuyện nhỏ thôi. Connie thích nhảy lò cò mà. Vương miện chỉ ở đâu đây mà thôi. Chỉ cần vượt qua vài tia laser nữa là được thôi. Yeah, an toàn rồi. Đây là nơi sổ giấu vương miện à. Và mật khẩu chính là ngày sinh của Taylor. Cậu nên làm tốt hơn như này chứ. Cậu thua rồi nha. Xong rồi. Ủa, là gì đó? Dường như Kelly đã tính hết mọi chuyện rồi. Chuông cảnh báo. Phải rời khỏi đây thôi. Ai vậy? Rõ ràng là thợ săn vương miện rồi. Mọi thứ đang diễn ra dưới sự kiểm soát của Kelly mà. Cô nàng sẽ không rời khỏi báu vật này đâu nha. Việc trộm không có tác dụng rồi. Kelly đã phá hủy mọi thứ. Trước tiên cậu ấy giành vương miện. Tiếp theo là có được Taylor. Kelly à, cậu không muốn gây chuyện với mình đâu. Nhận lấy nè. Taylor, mình không cố ý đâu mà. Mình thề đó. Mình hứa cậu sẽ không sao đâu. Mình sẽ băng bó cho cậu nha. Cậu ổn rồi chứ? Và mình sẽ quay lại với cậu. Thử lại đi nào. Lại trượt nữa rồi. Cậu có làm sao không vậy? Cậu phải chia tay với đồ thua cuộc này đi. Cậu sẽ sống tốt hơn khi không có cậu ấy. Kelly à, cậu không trốn được đâu.
đừng di chuyển. Mình sẽ nhắm được cậu thôi. Và ném. Không tin được, cậu ta lại tránh được nữa rồi. Ngược lại thì Taylor lại chịu trận. Tình yêu à, mình sẽ cứu cậu. Nhận lấy nè, đây. Sao cậu ấy làm được chứ? Hù không, tình yêu đời mình. Phóng phi tiêu không phải cách hay để trả thù đâu. Các cậu ấy hôm nay lại đi hẹn hò nữa rồi. Taylor à, đây là phòng chụp ảnh nè. Đi theo em. Cái xấu không bao giờ nhường bước cả. Cuny cũng đã ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện đó nha. Mình sẽ dành tặng cho các cậu một buổi chụp hình. Các cậu thích nhận chứ? Mình sẽ dạy cậu một bài học. Nhưng tốt hơn là cậu nên trốn đi. Phải thật tinh tế mới được. Cặp đôi này đã chụp được những bức ảnh rất là đẹp. Hello à, nhìn chúng ta xinh thật đó. Đúng vậy. Chúng ta đi thôi nào. Hù không, cậu ấy lại thất bại nó rồi. Em nhận đâu mất tiêu rồi ta? Em ấy đã tìm được con mồi rồi. Tránh xa mình ra đi. Nè, đừng có ăn mình mà. Ừ, cuối cùng thì Cuny cũng ra được rồi. Nhưng buổi chụp hình chẳng có hiệu quả gì cả. Quá lắm rồi nha. Mình không thể đánh bại nổi các cậu ấy. Anh làm gì trong lúc rảnh rỗi vậy? Tất nhiên là chơi bóng chày rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời để ra ngoài chơi mà. Và Cuny sẽ là đội trưởng đội cổ vũ. Hello à, cậu là tuyệt nhất đó nha. Nhưng lẽ ra cậu nên chọn mình mới phải. Đừng bắn trượt nha. Và bắn thôi. Được rồi nè. Nhưng Taylor đã đánh rất mạnh. Anh yêu à, không có chuyện gì chứ. Đấy là một cái tổ ong đó. Cuny sẽ phải trả giá cho trò đùa của cậu ấy thôi. Ai đó cứu mình với. Bây giờ hãy dành thời gian cho một buổi tối lãng mạn nào. Game khá là hay đó chứ. Đau quá à. Không biết mặt của mình bị làm sao nữa. Ồ không, tiêu đời rồi. Xin chào cô nàng xinh xắn. Đấy chỉ là những nốt mụn thôi mà. Tặng cho cậu nè. Cho mình hả? Thật à? Cảm ơn nha. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào sẽ tìm được tình yêu đâu. Đừng trả thù nữa nha. Hãy chỉ dành thời gian cho sự lãng mạn thôi.